Xin cảm ơn cửa hàng Quang 3G đã hỗ trợ S Channel để thực hiện bài review này. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng đến với S Channel. Trên tay mình hiện nay đang là hộp của chiếc máy BlackBerry Brief, một chiếc máy mà fan của BlackBerry đã đợi từ khá là lâu rồi. Bởi vì chiếc máy này cũng cùng là đánh dấu sự thay đổi của BlackBerry khi mà quyết định không sử dụng hệ điều hành truyền thống của máy là BlackBerry OS nữa và chuyển sang hệ điều hành Android. Và cách đây không lâu thì trên S Channel đã có một video trên tay nhanh rồi. Tuy nhiên thì đó vẫn chỉ là phiên bản demo chứ chưa phải phiên bản thương mại. Và ở đây mình đang có trên tay một phiên bản thương mại đầy đủ cả hộp luôn. Và hôm nay mình sẽ gửi được các bạn bài mở hộp và đánh giá nhanh chiếc BlackBerry Brief. Đầu tiên một chút về chiếc hộp thì nó được làm từ bìa cứng, cách thiết kế thì khá là nhỏ gọn, vẫn giữ được màu đen truyền thống của chiếc máy BlackBerry. Phần mặt trước thì chúng ta sẽ có tên của máy và phía mặt sau chúng ta sẽ có một số thông tin của máy được phiên bằng các thứ tiếng khác nhau, ví dụ là tiếng Anh này, tiếng Italiano này, tiếng Espanol là tiếng Tây Ban Nha này. Và một số những cái thông tin ở phía dưới, ví dụ như là chiếc máy này có hỗ trợ công nghệ sạc Quick Charge 2.0 của Qualcomm. Và chiếc máy này được làm tại Mexico. Và bây giờ mình xem phép mở hộp luôn. Phía bên trong ta có chiếc BlackBerry Brief. Oh shit, đẹp vãi nồi. Xin lỗi các bạn, mình không kiềm chế được cảm xúc. Em nó đẹp quá. Xong rồi, mình sẽ tạm bỏ qua một bên. Phía bên trong ta sẽ có một cái hộp bao gồm một cái que chọc SIM. Và mở ra là sách hướng dẫn sử dụng, khá là nhiều sách. Chả hiểu cái gì cả, thôi bỏ qua một bên. Và phía dưới cùng chúng ta sẽ có đầy đủ phụ kiện mà các mẫu điện thoại thông minh thường có. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái dây micro USB này, một tai nghe dạng nút tai trông khá là sang chảnh, và một cái củ sạc đặt ở giữa. Sạc này có 3 chân. Và có một điều vô cùng đáng tiếc là ở ngoài hộp có nói rằng là chiếc máy này hỗ trợ sạc Quick Charge 2.0 của Qualcomm. Tuy nhiên cục sạc này của BlackBerry thì lại không phải là sạc nhanh vì nó chỉ có một nguồn ra thôi. Như vậy là về sách vở này rồi cũng như các phụ kiện cũng đã đầy đủ tất cả các thứ rồi, không bị thiếu cái nào hết. Và bây giờ chúng ta sẽ sang với nhân vật chính của chúng ta là chiếc BlackBerry Brief. Cái cảm giác đầu tiên khi mà mình nhìn thấy chiếc BlackBerry Brief này là nó có những cái đường nét vô cùng khác biệt so với những chiếc máy chạy hệ điều hành Android khác. Nhìn nó nam tính, sang trọng, mặc dù là không phải là thiết kế kim loại nguyên khối. Cảm giác cầm nắm của chiếc máy này phải nói là cực kỳ tốt, bởi vì phần mặt sau nó được làm bo cong sang hai bên, khiến cho diện tích tiếp xúc với tay lớn nên khi chúng ta cầm cảm giác chắc chắn và không bị cấn. Một cái nữa thì chiếc điện thoại này có độ dày là 9.4mm. Tuy nhiên thì khi mình cầm trên tay thì mình cảm giác là nó không dày đến cái mức đấy mà nó mỏng hơn rất là nhiều. Và mặt trước thì chúng ta có một cái màn hình được làm cong sang hai bên, khá giống với chiếc Samsung Galaxy S6X hay là S6X+. Tuy nhiên chỉ có một điểm khác biệt là trên chiếc S6X và S6X+ thì phần màn hình cong này được làm tràn ra nhiều hơn. Thế nên là phần cạnh thì chúng ta cầm nắm vào thì khá là bé nên là cảm giác cầm nó hơi bị cấn nhẹ một chút. Tuy nhiên trên chiếc BlackBerry Brief này thì hai phần mặt cong này được làm dạng vừa đủ thôi. Thế nên là chúng ta cầm trong tay vẫn rất là thoải mái, không hề bị cấn. Và phần màn hình này được làm nhô lên hơn hẳn so với cả phần loa để cho chúng ta một cái điểm tựa để chúng ta thực hiện một cái thao tác mà bấy lâu nay chúng ta đã không thực hiện, đó là trượt lên. Các bạn có thể thấy rằng sau khi trượt lên thì chúng ta đã xuất hiện một cái bàn phím Full QWERTY. Đây chính là một cái điểm mà làm cho BlackBerry đã trở nên cực kỳ thành công trong quá khứ. Đồng thời cũng là cái thứ mà đã giúp cho rất nhiều người trung thành với BlackBerry. Một bàn phím vật lý với đầy đủ các phím để chúng ta có thể thực hiện các cái thao tác gõ bàn phím tốc độ cao. Cảm giác bấm của những bàn phím này phải nói là cực kỳ tốt, tức là tương đương với cả chiếc BlackBerry Classic hay là thậm chí chiếc BlackBerry Passport Silver Edition. Nó rất là mềm, bấm rất là thích tay, độ đàn hồi cực kỳ tốt. Và bàn phím này cũng có một cái tác dụng giống như là trên chiếc Passport, là nó như một cái trackpad để cho chúng ta có thể cảm ứng được ngay trên cái bàn phím này. Rất tiện lợi khi chúng ta lướt web hay là lướt Facebook, chúng ta chỉ cần trượt cái bàn phím này lên và bắt đầu cảm ứng ở trên bàn phím này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi sâu hơn vào các chi tiết. Phía mặt trước ta sẽ có loa thoại, logo của BlackBerry, một cái đèn báo và camera tự sướng. Phía dưới là màn hình AMOLED có kích thước là 5.4 inch, với độ phân giải là 1440x2560, với mật độ điểm ảnh là 540 ppi. Cái đánh giá ban đầu của mình về màn hình này là trong chất lượng hiển thị cực kỳ ổn, các màu sắc được thể hiện rất là tươi và có đôi chút nịnh mắt, các góc nhìn thì đều rất là ok. Và khi mình đang quay video này thì mình đang quay ngoài trời, các bạn có thể thấy là màn hình này hiển thị ở ngoài trời không hề gặp một chút khó khăn gì cả, các chi tiết thì đều rất là ổn. Phía dưới thì ta sẽ có 3 phím điều hướng để nằm phía bên trong màn hình, và khi trở lên thì như mình đã nói, chúng ta sẽ có một cái bàn phím QWERTY và ở dưới cùng là giải loa ngoài của máy. Phía bên cạnh trái ta sẽ có nút nguồn, phía bên cạnh phải ta sẽ còn phím tăng giảm âm lượng và phím chức năng đặc biệt hay có trên các mẫu máy BlackBerry trước đây. Phía dưới là jack cắm tai nghe 3.5mm cùng với cổng micro USB. Phía trên thì ta sẽ có mic thu âm và khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Máy BlackBerry Brief này thì hỗ trợ nano SIM. Và phía sau thì ta sẽ có một cái gì đó rất là BlackBerry. Chúng ta sẽ có cụm camera chính rất là lớn, là làm lồi hẳn ra và được bao bọc và bảo vệ bên ngoài bởi một cái khung hình tròn bằng kim loại. Bên cạnh là đèn flash dual tone, và ở giữa như thường lệ là biểu tượng BlackBerry được làm nổi hẳn lên so với cả mặt sau, sờ rất là sướng. Như các bạn đã thấy trên màn hình thì phần mặt sau này có các cái vân nhìn như là vân carbon ấy, mà nếu chúng ta chỉ nhìn bằng mắt thường thì chúng ta sẽ nghĩ là cái mặt lưng này có khi được làm từ nhựa.
Tuy nhiên thì thật ra cái mặt lưng này được làm từ cao su, được phủ một lớp cao su, sờ rất là sướng, giúp chống bám bẩn, mồ hôi và dấu vân tay. Còn dễ sức hay không ý, thì mình phải dùng một thời gian nữa rồi mình mới có câu trả lời cho các bạn được. Và khi trượt lên để lộ bàn phím thì chúng ta có thể thấy là phần màn hình phía mặt sau đã được bảo vệ bởi một lớp kim loại nguyên khối rất là chắc chắn. Nên khi chúng ta sử dụng, chúng ta có thể khá là yên tâm về cái chuyện cáp màn hình bởi vì nó được bảo vệ rất là kỹ càng. Như vậy tổng kết lại về bên ngoài của chiếc BlackBerry Brick là nó có những đường nét rất khác biệt. Nó rất đàn ông, nó rất là BlackBerry. Về bàn phím thì chất lượng hoàn thiện có thể nói là không còn gì để chê cả, quá là tuyệt vời. Và các thao tác trượt này thì đều được thực hiện rất là dễ dàng. Chúng mình chỉ cần đẩy nhẹ một phát là đã có bàn phím sử dụng rồi, kéo xuống cũng không gặp khó khăn gì luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi sâu hơn vào cấu hình bên trong. Chiếc máy này sử dụng con chip Snapdragon 808 với 4 nhân với xung nhịp là 1.44 GHz và có 2 nhân xung nhịp là 1.8 GHz. Máy này có 3GB RAM và có bộ nhớ trong cố định là 32GB, có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD lên đến 200GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera trước với độ phân giải là 2MP và camera sau với độ phân giải là 18MP, có chống rung quang học và có đèn flash dual tone. Và camera sau này có khả năng quay phim đến 4K. Về pin thì chiếc máy này có một cục pin khá là lớn là 3410mAh. Với một cục pin lớn như này thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng thời lượng sử dụng pin của BlackBerry Brick có thể xếp vào loại tốt. Về phần mềm thì chiếc máy này hiện đang chạy hệ điều hành Android 5.1.1 và theo như một số nguồn thông tin thì sẽ được cập nhật lên Android 6.0 Marshmallow vào tháng 1 năm sau. Và BlackBerry họ có nói rằng họ sẽ liên tục đưa ra các bản cập nhật về bảo mật hàng tháng. Như thế là chúng ta không cần phải lo về cái chuyện bảo mật Android trên chiếc máy này nữa. Về giao diện thì nó được giữ nguyên như là Android thuần Google. Thế nên là ban đầu máy cho một cái trải nghiệm rất là nhanh và mượt mà, không có dấu hiệu của giật và lag. Máy không có tùy chỉnh quá nhiều, nó chỉ có thêm một số cái có trên hệ điều hành BBOS, ví dụ như là phần mềm BlackBerry Messenger, hay là cổng thông tin BlackBerry Hub, hay là phần mềm D-Tech của BlackBerry. Đây là một phần mềm đã được giới thiệu trong video trước của S-Channel, là một phần mềm giúp bảo mật máy tốt hơn. Vừa rồi là bài mở hộp và đánh giá nhanh chiếc điện thoại BlackBerry Brick phiên bản thương mại. Các bạn có câu hỏi gì thêm về chiếc máy này thì xin mời để lại phần comment bên dưới, mình sẽ gửi câu trả lời trong bài đánh giá chi tiết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.